Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Cầu Long Kiển nằm trên đường Lê Văn Lương, bắc qua rạch cùng tên, nối xã Nhân Đức và Phước Kiển huyện Nhà Bè, được phê duyệt từ năm 2001, tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng. Năm 2018, công trình mới được khởi công. Sau khi xây dựng xong 7 trụ cầu thì tạm ngưng đến tháng 9 năm 2022, nguyên nhân do thiếu mặt bằng. Được thi công lại tháng 9 năm ngoái, cầu Long Kiển đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư cũng cho biết hiện tại tiến độ cầu đạt 98%, dự kiến thông xe dịp lễ 2 tháng 9, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch. Vậy là sau hơn 22 năm, người dân hai xã Nhân Đức và Phước Kiển đã có cầu mới, lớn hơn, an toàn hơn để di chuyển, giúp kinh tế xã hội nơi đây phát triển. Cầu mới dài 318m, rộng 15m. Hiện mặt cầu đã được trải thảm nhựa, lát đá vỉa hè, lan can. Hệ thống chiếu sáng ở trên cầu và đường dẫn đã lắp đặt xong. Các hạng mục trên mặt cầu gần xong, chỉ còn nhóm công nhân thi công khe giãn nở. Vài ngày tới, nhà thầu sẽ tiến hành kẻ vạch đường, lắp biển báo, bảng tên. Cầu có 2 mố và 8 trụ cầu, giúp nâng cao tỉnh không thuyền lên khoảng 5m so với 1,5m của cây cầu cũ cạnh đó. Phần đường dẫn hai bên cầu ở đường Lê Văn Lương được mở rộng, tổng chiều dài 661m, gấp rút được thi công để kịp thông xe. Cạnh đó là cầu sắt được xây dựng từ năm 1976, nay đã xuống cấp. Cây cầu này chỉ rộng 3m và dài hơn 100m nên việc ùn tắc trên cầu thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, cây cầu sắt ngày càng cũ kỹ, xuống cấp theo năm tháng khiến người dân đi lại luôn trong tâm trạng bất an. Tháng 9, 2015, phần gầm cầu sắt hư hỏng sau khi bị xà lan chở cát đâm. 3 năm sau, cầu lại bị sập do ô tô quá tải cố chạy qua. Số phận cầu cũ thật bi thương khi cầu mới liên tục trễ hẹn. Tuy nhiên, sắp tới đây cây cầu sắt 47 năm tuổi cũng được về hưu. Công trình là dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Nam, khi hoàn thành giúp kết nối từ tỉnh Long An tới huyện Nhà Bè, quận 7 vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Long Kiển, trên đường Lê Văn Lương dài 7 km còn có 3 cầu sắt xuống cấp là Rạch Đĩa, Rạch Tôm, Rạch Dơi đang được chính quyền thành phố lên kế hoạch nâng cấp, thay thế. Một lần nữa, xin được chúc mừng người dân xung quanh đây. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.